Nếu bạn đang gặp các vấn đề sau thì bạn nên cân nhắc. Đầu tiên đó là tình trạng rối loạn cương dương, trên bảo dưới không nghe. Và thứ hai đó là thời gian quan hệ của bạn khá thấp thường thì là 5 phút. Và đặc biệt sau mỗi lần quan hệ, bạn không cảm thấy thỏa mãn. Và nếu một ngày nào đó bạn không còn ham muốn nữa, và cu cậu cũng trở nên kém đi và đặc biệt hơn đó là số lần quan hệ của bạn dưới 3 lần một tuần. Đó cũng là nỗi lo chung của nam giới và nữ giới nói riêng chúng tôi khá hiểu nỗi khổ đó của quý vị, và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một sản phẩm đó là đế linh đan. Thành phần đế linh đan bao gồm đông trùng hạ thảo, cải thiện vấn đề liệt dương và tăng ham muốn ở cả nam và nữ giới và giúp sinh tinh mạnh mẽ, nhân sâm, có thành phần saponin, cụ thể là linsenoside, có tác dụng tăng hàm lượng cách tốt tê rông của nam giới, từ đó làm tăng cảm giác hưng phấn, cải thiện nhanh chóng tình trạng rối loạn chức năng cương dương nhục dung thung, có vị ngọt mặn, tính ấm vào mùng hai kinh thận đại tràng, có tác dụng bổ thận ích tinh, chủ trị nam giới liệt dương, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới, và một số các thành phần sau như là nhung hưu, sâm ba kích và dâm dương hoác, công dụng của đế linh đan. Đế linh đan có tác dụng cương dương mãnh liệt và bền vững, tăng sức bền và khoái cảm khi quan hệ, và đặc biệt là kéo dài thời gian quan hệ lên đến 50 phút bên cạnh đó còn giúp bạn làm chủ cuộc yêu có nên mua đế linh đan hay không đế linh đan là sản phẩm phù hợp với người việt và nó được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu sạch đạt chuẩn bộ y tế đề ra sản phẩm đế linh đan đã được bộ y tế cho lưu hành trên toàn quốc sản phẩm phát huy hiệu quả sau một liệu trình sử dụng cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không hiệu quả và đặc biệt là giữ bí mật thông tin khách hàng khách hàng nói gì về sản phẩm đế linh đan anh Tú, 32 tuổi, ở Hà Nội cho biết, mình đã sử dụng được 2 tuần rồi. Thú thực là với tuổi tác như vậy thì mình không ấn tượng gì nhiều, nhưng kết quả lại khá ấn tượng. Đế Linh Đan thực sự hiệu quả với mình. Sản phẩm Đế Linh Đan có nguồn gốc rõ ràng. Rất cảm ơn nhà thuốc. Liệu trình trị yếu sinh lý bao gồm 3 hộp Đế Linh Đan. Sau một ngày thì tinh thần phấn chấn, muốn quan hệ ngay. Sau hai ngày thì thời gian quan hệ lâu hơn và kéo dài hơn sau 3 ngày thì cải thiện rõ rệt quan hệ tình dục có thể ngay lập tức cương cứng khi cần lâm trận, tần suất quan hệ tăng lên nhiều lần, sau 4 ngày thì tinh thần sảng khoái, sinh lực dồi dào, có thể lâm trận bất kỳ khi nào, chu vi dương vật có thể tăng từ 1 đến 2 mm, sau 5 ngày thì tinh thần sức khỏe cực kỳ sung mãn, do tác động của vị thuốc bổ nên ăn ngon, ngủ yên da rẻ hồng hào, mua sản phẩm đế linh đan ở đâu uy tín bạn có thể đặt mua tại địa chỉ website bên dưới video này. Bạn chỉ cần điền tên và số điện thoại của bạn và sẽ có nhân viên tư vấn miễn phí về sản phẩm cho bạn. Sản phẩm đế linh đan giá bao nhiêu? Sản phẩm đế linh đan hiện đang có giá 790.000 đồng. Bạn chỉ cần để lại số điện thoại và tên của bạn thì chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn cho bạn miễn phí về sản phẩm. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nhé chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo